Có hỏi là Phương có kỷ niệm buồn gì trong quá khứ không và Phương đã vượt qua nó như thế nào? Kỷ niệm buồn mà em nghĩ nếu mà có thể nói là nếu mà mình có một cái phép màu nào đó mình muốn thay đổi đi, mình muốn quay trở lại thời gian để mình thay đổi nó không đến, thì em muốn thay đổi cái ngày 10 tháng 10 2009. Mình muốn thay đổi cái ngày đó hoàn toàn, bởi vì ngày hôm đó là ngày mà mình nhận được tin là anh hai của mình mất, là một cô gái nhỏ mình không biết cách để đối mặt với cái cảm xúc đó như thế nào hết. Ngay cả việc nhìn ba mẹ hay người xung quanh của mình rất là khó để đối mặt với điều đó. Và anh hai mình rất là thương thương mình, và mình cũng vậy. Khó bây giờ để mà nói về điều đó, mình cũng rất là khó để mà đối mặt nữa. Nếu như mà có một phép nhiệm màu, mình xin được thay đổi ngay 10 tháng 10 2009 để mà anh mình quay trở lại với mình, để mình có thể có cơ hội yêu thương cũng như là nói lời yêu thương anh mình một nhiều hơn nữa. Phương được sinh ra và lớn lên trong một môi trường không được nói những lời yêu thương nhiều, bởi vì cái sự chia sẻ của mình rất là khó. Chúng ta không dễ dàng để nói lời yêu thương đối với gia đình của mình, đúng không? Mà tới bây giờ, khi mà lúc mình lớn lên rồi á, hoặc là mình nhìn qua những cái biến cố rồi, mình thấy rằng là thời gian để mà mình thể hiện lời yêu thương đối với gia đình rất hiếm. Vậy cho nên là bây giờ Phương cũng rất là thường xuyên gọi điện thoại về cho gia đình, cho ba mẹ và anh chị của mình để mà chia sẻ. Mình không mong muốn một cái điều gì đó xấu tồi tệ xảy ra đến với mình nữa, tại mình không thể nào đối mặt với điều đó. Mình chỉ muốn là mình sẽ có cơ hội để mình thể hiện tình cảm nhiều hơn, chỉ đơn giản là mẹ ơi, con nhớ mẹ, con thương mẹ, con yêu ba, con thương ba. Chứ không phải sau này là những cái hình ảnh gì đó để mà bây giờ giống như mình nhìn tấm hình của anh mình, xong mình ngồi mình nói chuyện một mình mà không có ai đáp lại. Thì thật sự mình không có chịu nổi điều đó. Không sao đâu chị, và em tin rằng là với những cái thành công và với những cái nội lực mạnh mẽ của chị thì chắc chắn anh chị cũng đã rất là vui vẻ và đã ủng hộ chị rất là nhiều trên cái con đường mà chị lựa chọn rồi. Cho nên là chúng ta hãy nhìn vào tương lai và hãy nhìn vào những mặt tích cực phía trước ha. Ta sẽ luôn mạnh mẽ và luôn bám vào những cái niềm tin khác để mình có thể đi tiếp và sống tốt, và chắc chắn là anh của bạn, gia đình của bạn sẽ luôn bên cạnh và cổ vũ bạn. Vậy bây giờ thì Hồng Phương hãy chia sẻ, truyền thông điệp, một thông điệp nào đó đến với lại các bạn khán giả đang theo dõi chương trình nha. I want to share with you bright English, can I? If there's one message I wanna deliver, I'm gonna say, if you never try, you never know. And I want you to know that you are always so much stronger than you think you are. Thank you. Em chỉ muốn chia sẻ rằng là nếu mà có một thông điệp, em chỉ muốn chia sẻ với mọi người rằng là nếu như bạn không thử, bạn sẽ không bao giờ biết mình làm được. Và mình muốn rằng là bạn biết rằng là bạn sẽ mạnh mẽ nhiều hơn là những gì bạn nghĩ. Bởi vì em tin rằng là trời đất này sẽ thiết kế cho các bạn những cái điều, những cái giới hạn mà bạn không bao giờ tưởng tượng được. Vì vậy cho nên hãy cứ đứng dậy, hãy cứ làm những điều mình thích và cứ theo đuổi nó. Cho dù có thất bại hay thành công gì chăng nữa thì đó cũng là một bài học cho chính mình. Bởi vì nếu như bạn không vượt qua nó thì chắc chắn trong tương lai bạn sẽ phải đối mặt với điều đó một lần nữa. Và đó gọi là bài tốt nghiệp của cuộc sống.